trong tình yêu, hoa hướng dương là tượng trưng của sự thầm lặng, ấm áp và chân thành. Mặc cho giông bão, hoa hướng dương vẫn luôn hướng về phía mặt trời. Và tình yêu cũng vậy. Dù trải qua bao nhiêu khó khăn, thử thách, thì tình yêu dành cho nhau vẫn luôn thủy chung. Hoa hướng dương có nơi cũng gọi là hoa mặt trời. Khi nở rộ, hoa có nhiều cánh mịn màu vàng, tỏa tròn, lấp lánh và luôn hướng về phía mặt trời, cho dù có mọc ở đâu đi chăng nữa. Hoa hướng dương tượng trưng cho niềm tin, hy vọng vươn tới ánh sáng và những điều tốt đẹp nhất. Nếu đã may mắn được sinh ra trong đời, hãy một lần cho phép mình đi về phía mặt trời. Cho dù ta có xuất phát điểm thế nào, giống như một bông hoa hướng dương vậy. Mỗi khi nhắc tới từ đi trong tâm trí tôi, đều xuất hiện hình ảnh một mũi tên có hai chiều. Một chiều là đi vào với ánh sáng bên trong chính mình, và một chiều là đi ra bên ngoài, hướng về phía ánh dương rực rỡ. Hãy tin rằng bạn cũng chính là một mặt trời. Bạn tỏa sáng, bạn đẹp đẽ và thuần khiết. Bạn có năng lực và nhiệm vụ sưởi ấm trái tim mình, cũng như những người xung quanh, để bất kỳ ai có cơ hội tiếp xúc với bạn đều được an lành. Tuy nhiên, có một sự thật khó lòng chối bỏ, chính là để đánh thức vầng hào quang tuyệt đẹp bên trong đó, thời gian đầu bạn rất cần được soi rọi bởi ánh sáng bên ngoài, bởi những triết lý cao đẹp về chân, thiện, mỹ, bởi những tấm gương đi trước, bởi tình yêu thương của thiên nhiên vũ trụ, để sống chân thành. Từ đó mới có thiện lương và mới kiến tạo được những điều tốt đẹp. Trên con đường đó cũng cần nhiều lắm sự can trường, kiên định, không ngại đối mặt với khó khăn, thử thách, không để sức nóng của việc soi rọi đánh gục, mà thậm chí còn biến sức nóng đó thành một chiếc lò nung, nung cho nội lực trở nên rắn chắc, ý chí trở nên vững bền và lòng trắc ẩn được nở rộ. Ngay lúc này đây, tôi muốn gửi tặng một bài thơ dành cho bạn. Đó là bài thơ Đi về phía mặt trời, để cầu chúc cho bạn, dù bạn có đang ở đâu đi chăng nữa, đang ở trong khổ đau hay đang ở trong hạnh phúc, thì cũng hãy nhớ chúng ta có quyền lựa chọn để đi về phía mặt trời. Đi về phía mặt trời, như cánh chim bay mãi, đi về phía mặt trời, đuổi theo hàng mây trắng giữa núi non ngút ngàn. Ta sẽ như chim én, tháo cũi và sổ lồng, được tự do trao lượn để thoải mái vẫy vùng. Ta sẽ như bồ câu, bình an và hiền dịu, biết định hướng vững tin, có bao người yêu mến. Ta sẽ như đại bàng, dũng mãnh và hiên ngang, dám vượt qua thách thức, những phong ba dễ dàng. Ta sẽ là ta thôi, chân phương và thuần khiết, đón nhận cả buồn vui, sống sao không hối tiếc. Tôi nguyện sống và đi về phía mặt trời. Bạn sẽ đi cùng tôi chứ? Chúng ta sẽ đi cùng nhau như một dòng sông chứ? Bạn có muốn làm điều đó hay không? Khi bạn đi về phía mặt trời, thì bạn sẽ tìm kiếm được sự bình an chân thật. Bạn sẽ hiểu một điều rằng hạnh phúc thật ra rất giản đơn. Nó ở bên trong ta
nó ở cả xung quanh ta, và ta sẽ thấy nó ngay khi biết mở lòng để đón nhận ánh sáng, để hiến tặng, cho đi. Sự bình an từ đó cũng chẳng hề xa xôi, mà thật ra vô cùng đơn giản. Nó đến khi ta không mong cầu, không đòi hỏi, không tìm kiếm, chỉ an trú tận hưởng những điều tuyệt vời, những luồng sáng mà cuộc sống này đang ban tặng một cách công bằng cho tất cả mọi người. Thế nên cũng đừng bao giờ hỏi bình an, hạnh phúc là gì, đến từ đâu. Tại sao có những người cứ chạy đi tìm kiếm hạnh phúc mà tìm mãi rồi cũng không thấy? Một số người khác thì luôn mong có được hạnh phúc, nhưng tâm trí thì suốt ngày bị vùi lấp trong bóng tối của những nỗi đau trong quá khứ, hay lo lắng những vấn đề chưa xảy đến ở tương lai. Có một sự thật không bao giờ thay đổi trên cuộc đời này, đó chính là sự đổi thay. Quá khứ đã qua rồi, còn tương lai thì luôn không chắc chắn. Vậy nên ta chỉ cần bình thường được với sự đổi thay, với những gì ở hiện tại là đã an yên lắm rồi.